Ê Lâm, cái bát đâu vậy? Đây nè, thấy gì chưa? Trời, củi đâu anh hai? Đâu Mượn ơi? Trời ơi, là cho nó bể nè anh em ơi. Ê, đừng nói là em đang có ý định là lấy cái bát này chơi game nha. Đúng rồi đó anh hai. À đồ quái trưởng, cái bát này có lát không vậy? Trời không anh hai ơi, chơi game hơi bị mượt đó. Đây mình trả với Lâm nè anh em ơi, bát này giống như kiểu bây giờ là đem đi bán ra chai nhanh gọn lẹ luôn ấy. Hiện tại là anh thấy là Đức Mẩm đang live stream á. Bây giờ anh với em là đá live stream của Đức Mẩm cũng như là lấy tới một không? Ê, đùa nha anh hai ơi. Ủa, nhưng mà nhiều người xem quá sao mình đá like kịp người ta anh hai? Trời ơi, trời, thiên Lâm não ma quá trưởng anh em ơi. Thanh niên Lâm này không biết là mình là có cách đá live stream mà 80% là gặp luôn anh em à. Ừ, heo quên nữa. Emotional damage. Lần trước là mình cũng đá live stream của bác gấu rồi anh em ơi. Bây giờ là mình sẽ đá live stream của Đức Mẩm nha. Ok, nếu như mà vô trong đó live stream của Đức Mẩm ấy, em tự tin là bao nhiêu phần trăm lấy được top 1? Một tỷ phần trăm luôn hai. Đùa quẩy nồi tự tin vậy. Bây giờ là chơi luôn nha. Ok luôn hai. Rồi vô. Hello mọi người, lại là mình Lâm đây. Hello mọi người, lại là mình Sima đẹp trai có 102 đây. Thì nãy giờ các bạn xem video chưa có nhấn like á, đừng quên là cho anh em tụi mình xin một like nha. Cũng như là comment Sima và bé Lâm cố lên đi anh em ơi. Cho anh em tụi mình có động lực cũng như là lấy top 1 cái trận đấu của Đức Mẩm nha. Ok, tôi là đang có một cách mà phải nói là đá live stream tầm 80% là có thể gặp được Đức Mẩm luôn anh em ơi. Và hy vọng là ngay trận đấu đầu tiên là tụi mình gặp luôn anh em mà, chứ không phải là bị trượt anh em ơi. Ok. A few inches later. Đây gọi, gặp gọi anh em ơi. Ngon cơm. Đức Mẩm bây giờ là đang ở Điền Trang anh em ơi. Nhưng mà hôm nay là anh em tôi quyết định là sẽ bảo vệ cái đĩa bài này nha anh em ơi. Đĩa bài UFO của người ngoài hành tinh anh em à. Hôm nay là tôi với lại mấy Lâm là sẽ làm người ngoài hành tinh luôn anh em ơi. Ok, lụm đầu lẻ lắm ơi. Ui, có súng đầy đủ rồi nè. Ui, mấy Lâm là nó xuống lụm đầu trước tôi luôn anh em ơi. À, tôi cũng có đầu ngon nè anh em ơi. Rồi xong rồi, thanh niên nào mà lại đây xác định là tôi lại với Lâm là bắn tới không chuyện luôn anh em ơi. Em có X18 luôn rồi nè. Đu quái nào ngon vậy. Ở trên cao này bắn X18 là đúng mạnh luôn anh em ơi. Hiện tại là tôi với lại với Lâm mà vẫn chưa thấy ai nè anh em à. Nhưng mà xíu nữa là sẽ có người ấy. Đức Mẩm là bây giờ là mình thấy là vẫn còn sống nè anh em ơi. Em có ở trên nè. Đu nóc chưa Lâm ơi. Trông đi em hả, nóc luôn. Rồi xong rồi tôi sẽ bật Skyler nha anh em ơi. À, nó bò xuống dưới luôn kìa anh em ơi. Quái đạn vậy. Rồi xong rồi không gạt được rồi anh em ơi. Nhưng mà hy vọng là đồng đội của nó không cứu anh em à. Ui, có người bắn em anh hai ơi. Đặt keo đi mày. Trời ơi, là trời bé Lâm còn nửa cái máu anh em à. À, mình biết ai bắn bé Lâm rồi anh em ơi. Dân trên này mà lú ra là xác định là tới công chuyện với mình luôn anh em à. À, đây rồi. Ui, quái cá nội anh em ơi. Tính ra là tôi vừa lú lên cái là nó bắn tôi là còn đâu đó là nửa cây máu anh em à. Ui, hay quá anh hai ơi, nóc một nữa. Ok, ngon anh em ơi, tôi vừa nóc một rồi nha. Bé Lâm là có một kill đầu tiên rồi. Bây giờ là tôi sẽ thả Sentinel xuống cũng như là lụm đồ và gạt luôn cái kill mà tôi vừa bắn nha anh em ơi. Ok. Ui, ngon, đồ ngon anh em ơi. Hình như là ở đây là tôi thấy vẫn còn địch anh em ơi. À, có người nóc luôn. Gớm ghê ông nội, vừa nó có người cái là nóc luôn vậy. Thêm một kill nữa là 2 kill, 3 kill. Bé Lâm là nó bắn nhanh gọn lẹ cực kỳ luôn cả anh em ơi. Sương sương là có 3 kill rồi. Chứ mà của mình với lại là bé Lâm đang có người. Ê, gì anh trai ơi, nó bắn mình đau quá trưởng anh em ơi. Nóc một anh hai ơi. Hay quá Lâm ơi. Hiện tại là có bom keo anh em à. Ui, đâu nhiều keo vậy. Ui, gạt không được luôn rồi. Quái đạn, gạt không được anh em ơi. Ui, đồng đội nó cứu luôn rồi, cay đấy nhê. Tính ra là tôi thấy là nó đặt keo quá là nhiều. Ui, sau lưng là còn người đấy nha Lâm ơi. Rồi anh hai ơi, thanh niên chi não qua kìa. Thanh niên này là chi não với Lâm nè anh em ơi. À, bé Lâm đang bắn anh em à. Thanh niên này hơi bị trâu đó anh hai. Ok, bây giờ là bé Lâm lo sao đi, anh sẽ lo trước cho. Ở trước mình nó là có người này, sau lưng cũng có người anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ để sau lưng cho bé Lâm nó lo nha. À, ui quái cả nồi anh em ơi, bé Lâm còn nửa cái máu này. Em chưa được nửa cái máu đó anh hai. Cố lên Lâm ơi, cố lên, bình tĩnh. Thôi xong, kiếp này coi như bỏ rồi anh em ơi. Tôi với lại là bé Lâm là hình như bị bánh mì kẹp thịt luôn rồi đây. À, đây rồi, hình như là tay mới Đức Mẩm là gần tới rồi anh em ơi. Đi lượm đồ thêm. Ok, bây giờ là tôi với lại bé Lâm sẽ đi lượm đồ thêm anh em ơi. Hiện tại là tôi với lại bé Lâm là cũng đã hết đồ với lại hết đạn rồi anh em à. Đây rồi, cuối cùng cũng có đạn. Ok, bé Lâm là có đạn rồi anh em ơi. Ê, đi Sentino nha Lâm ơi, coi chừng là một đi không trở lại đây. Ui, ok, thanh niên Lâm trở lại được rồi anh em ơi. Tôi là sợ là bé Lâm nó quên cái là nó không trở lại được luôn ấy. Đây nè. Ê, có người trước mặt này. Ê hồi, ngon anh em ơi. À, dân chơi này không lú ga anh em à. Ui, cái người mà chi nã bé Lâm là gần tới luôn kìa anh em ơi. Quái đạn vậy. À, đây gọi anh em ơi, kế bên luôn này, từ. Lú ga nè. Cố lên Lâm ơi, cố lên.
trước mặt mình với lại là bé Lâm đang có một tem anh em ơi. Đây nè, nước mộp. Ui, tính ra là thanh niên mà truy nã bé Lâm á chính là Đức Mỏm anh em ơi. Quái đạn thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ là tầm này là tôi với lại bé Lâm là bị mất máu khá là nhiều anh em ơi. Cho nên là bây giờ anh em tụi tôi sẽ bơm máu lại nha. Chơi phải kiểu như là ăn chắc mặt bền một xíu anh em ơi. Trên bắt đầu bây giờ là còn lại là 18 người này, trừ anh em tụi tôi ra là còn 16 người nha. Ui, đục keo luôn Lâm ơi. Đây nè. À, thanh niên Lâm là bây giờ đã có một kill nữa rồi anh em ơi. Thêm một kill là 4 kill. Ghê vậy. Thanh niên mà chi nã, à, Đức Mỏm nóng luôn anh em ơi. Ui, sớm quá vậy. Trời, quái đạn thật sự luôn anh em ơi. Tôi vừa lên livestream với Đức Mỏm xem á, thì Đức Mỏm là người chi nã với Lâm, nhưng mà Đức Mỏm cũng nóng rồi anh em ơi. Ok, bây giờ thì anh em tụi tôi sẽ đổi sang một cái phương án mới, đó chính là lấy tấm 1 nha anh em ơi. Ok, trận này mà lấy tấm 1 được nó là mới gọi là bá đạo nè anh em ơi. Ui, có người vậy? Đúng rồi anh hai ơi. Ok, bắn đi Lâm ơi. Công lên nè, xô đi em hả, nóc luôn. Ok, hay lắm. Ui, nóc nhưng mà bé Lâm không gạt được đâu anh em ơi. Nhưng bây giờ cũng không có giúp bé Lâm gạt được, do là Sentinel tôi chưa có hồi anh em à. Hình như hồi nãy nó có hai người lặn đó anh hai. Rồi xong, chắc là nó vô cứu rồi anh em ơi. Đó, biết ngay mà, đồng đội vô cứu rồi anh em à. Thôi không sao anh em ơi. Nói chung là tôi lại bé Lâm là hiện tại đứng ở đây là vẫn còn địch, cho nên là tôi nghĩ là tôi lại bé Lâm vẫn còn kêu nữa đấy. Cho nên là một kêu là không có gì đâu anh em ơi. À, bây giờ là tầm này tôi sẽ xuống cũng như là lụm súng nha anh em ơi. Nha, hả mày, ngon cơm. Nóng luôn anh em ơi. Rồi, cuối cùng là tôi cũng đã có một kêu nữa rồi nha. Ok, ui đồ ngon vậy. Trời ơi, Sentinel của em hồi lâu quá à. Mình biết rồi anh em ơi, do là bé Lâm nó không có con bé là hồi chiêu nhanh cho kỹ năng chủ động anh em à. Quái đạn thật sự luôn ấy. Tôi thì có cho nên là kỹ năng Sentinel của tôi là hồi nhanh lắm anh em ơi. Ok, bây giờ đi lụm đồ đi Lâm ơi. À, thanh niên Lâm nãy giờ lụm được gì không vậy? Hình như có người đó anh hai ơi. À, có người vậy? Vừa nói với câu xong luôn. Ui, quái nồi nó đi cứu kìa anh em ơi. Trời ơi, là trời, tôi thấy là nó đặt một đống bông keo luôn kìa. Ui, xong rồi anh em ơi. Thanh niên này có vẻ là nhiều bông keo đấy. Ok, tôi bắn 2 viên phóng lựu này. Rồi chúng cái nẹt luôn anh em ơi. Ok, phá keo đi Lâm ơi. Chơi là phải chơi tới bến luôn chứ còn gì nữa. Ủa, chạy luôn rồi. Ui, anh nghĩ là nó không có chạy đâu. Nó núp sau cái máy bán hàng tự động anh em ơi. À, nó bắn lên này. Trời ơi, là trời dân chơi có vẻ là máu chiến anh em à. Ui, chạy lẹ anh hai. Từ mãi, ui, cứu anh Lâm ơi. Đầu xanh, trời ơi, là trời nó bắn mình toan luôn anh em ơi. Ui, toan anh em ơi. Cay đó nhì. Ok, rồi hợp lý rồi. Bây giờ là tôi sẽ chạy lại đây bơm máu anh em ơi. Đậu xanh, đồ đổ, đồ đen, đồ hà lan. Mấy thanh niên này bắn ghê thật sự anh em ơi. Cái người nãy giờ được cứu là xuống rồi đó anh hai ơi. Ok, ok. À, tính ra là trước mặt tôi lại với Lâm là bây giờ đang có là một tem anh em ơi. À, đây rồi, bắn đi Lâm ơi. Chơi khô máu này. Ui, yếu hết trơn rồi đó anh hai. Ui, tính ra mình cũng bắn yếu anh em ơi. Nhưng mà hình như là nó quá trâu luôn ấy. Trời ơi, toàn con cháu của Togo không anh em à. Ui, nó ai chưa Lâm ơi? Chưa anh hai ơi, đâu thấy ai đâu, đi lụm đồ tiếp. Ok, bé Lâm là đi lụm đồ nữa anh em ơi. Trên bến đồ bây giờ là còn lại 11 người này. Ui, ngoài này hình như là có người. Ê Lâm ơi, trở về đi, trời ơi là trời có chừng nóng với mày. Ờ, quên nữa anh hai ơi. Ok, rồi, bây giờ là tôi sẽ bắn thanh niên trước mặt nè anh em ơi. Ui, thấy một keo trước mặt không Lâm ơi? Ui, đau quá anh hai ơi. Quái nồi nó đục keo tôi lại với Lâm anh em à. À đây rồi. Bây giờ là mình sẽ keo cũng như là mình bắn nó nha anh em ơi. Ui, còn có 9 người à. Ngon cơm, ngon cơm. Trong trận đấu này là khả năng cao tôi lại với Lâm là được top 1 rồi đó anh em ơi. Ok, nếu như mà các bạn xem video tới đây rồi mà chưa có like á, thì đừng quên là để lại cho anh em tụi mình một like nha anh em ơi. Mọi người nhấn like nha, nóc luôn nè. Đù ghê dữ mày. À, bé Lâm lại được một kill nữa nè anh em ơi. Rồi nãy tới giờ em được 5 kill rồi đó anh hai. Ê Lâm ơi, chứ mặt kìa Lâm ơi. Đây rồi. À, hàng về súng liễu anh em ơi, trời khá là đông luôn ấy. Ok, bây giờ là anh em là bắn cái bụi cỏ này Lâm ơi. À, đây rồi, bắn đi Lâm ơi. Bắn lẹ rồi xong. Trời ơi, là trời nó đặt keo luôn anh em à. Ok, bây giờ là anh em tụi mình sẽ lụm đồ nha. Ok, để Sentinel ở đây anh em ơi, cho chắc kèo một xíu nha. À, bé Lâm rồi nó chạy lại cái hộp xác nó lụm đồ anh em à. Đây rồi, tôi cũng lụm được là 2 băng đạn anh em ơi. Lít 18. Còn đấy, tính ra là ở trên cao là anh em nên là sử dụng lít 18 nha anh em ơi. Bởi vì là cái 18 tôi thấy là từ trên cao bắn trời ơi là trời như kiểu là nã đại bác anh em ơi. Quái đạn thật sự luôn ấy. Ui gì ghê mày. Trời, bắn một viên hết sọt luôn. Trời ơi là trời, quái đạn anh em ơi. Tôi vừa thấy địch là bé Lâm nó làm cái đụng cái là hết sọt luôn kìa. Ghê dữ vậy. Đây rồi, thanh niên ở trước mặt là tôi lại bé Lâm là thấy là đặt keo rồi anh em ơi. Đây rồi, đồ ngon, đồ ngon. Trước mặt bé Lâm á là có một cái thính phủ keo anh em ơi. Nhưng mà tôi vừa bắn cho bé Lâm nó lụm ấy. Ok, rồi hợp lý rồi, bây giờ là tới lượt tôi lụm anh em à. Ui, có chừng bị bắn nha Lâm ơi. Biết rồi anh hai, còn 4 người. 4 người mà trừ tôi lại bé Lâm là còn 2 người. Tức là bây giờ là còn lại hình như là một tem mà sao anh em ơi. À, kìa. Rồi bắn đi Lâm ơi.
Ui, yếu chưa Lâm ơi? Cũng yếu rồi anh Hai ơi. Ok, ở trên kìa. Nóc luôn. Hay quá, trời ngữ là trời phải vậy chứ. Rồi xong, còn một thanh niên cuối cùng anh em ơi. 2-1 không trọt cũng què. Bay qua chơi tới 4 luôn. Ok, bây giờ là bé Lâm nó sẽ bay qua cũng như là bắn lén cho anh em ơi. Còn tôi là ở đây là tôi sẽ làm cho thanh niên này phân tâm nha. Yếu rồi anh Hai. Ui, quái cái đạn anh em ơi. Thanh niên Lâm vẫn chưa bắn nóc này. Ok, bây giờ là mình ở trên cũng như là mình sẽ bắn nha anh em ơi. À, đây rồi, muốn đặt keo rồi anh em à. Anh Hai phóng qua luôn đi anh Hai ơi. Thanh niên này công nhận là nhiều keo thật sự luôn ấy. Rồi, bây giờ là anh em tụi mình đang ở trong bo anh em ơi. Thanh niên này có vẻ là nếu như mà đứng ở đây một xíu nữa là bo sẽ vô là nó sẽ bị đốt anh em ơi. Còn là anh em tụi mình đứng ở đây keo bo là khả năng cao là nó sẽ không vô được. Chắc chắn lần này là 90% là anh em tụi mình là được top 1 rồi đấy. Ok, đây rồi, bây giờ là em đứng bên đó đi Lâm ơi. Ok anh Hai, nhảy xuống một cái là tới, con chạy với em liền. Mình sẽ đứng bên đây cũng như là mình sẽ bắn nó nha anh em ơi. Nếu như mà nó chạy bên hướng 15 là xác định trời ụ lệnh trời. Thứ gì mà chịu cho nổi luôn. Ui, nóc chưa Lâm ơi? Chưa anh Hai ơi, á, à, hơi cơ đến, nóc luôn. Ok, hay quá, top 1 rồi anh em ơi.